11-6. Lại đập rồi. Không đỡ được. Lại đập tiếp. Lại đập nữa, lại ăn để mình giao cầu. Lại toàn đập. Trong buổi thi đấu ngày hôm nay, trận bán kết đơn nam giữa Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam và Loh Kean Yew của Indonesia, và tay vợt giành chức vô địch đơn nam thế giới năm 2021, năm nay 24 tuổi. Số 11-6. Lại đập rồi. Không đỡ được. Lại đập tiếp. Lại đập nữa, lại ăn để mình giao cầu. Lại toàn đập. Cầu nhiều như vậy. Thật.
dồn về góc, có sự khí. Thôi. 6-1. Tài lắm rồi. Yeah!
15-9, Tiến Minh giao cầu. Thank you.